Ok, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với cao thủ cho Khải sau đồ tí nha. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cao thủ 74 Tơ Bơ, một trong những cái bang tăng trưởng môn, một trong những cái bang tăng trưởng môn tháng 9 này. Và hiện tại đã và đang sở hữu cho mình một cái bóng hồn kim môn phái. Sở hữu này một cái bóng trắng phái, đã có bóng tại vì mình khả nhìn dần dần khai tướng hồn kim môn phái nữa mà. Nhưng mà đây là một cái bóng sau khi lên tăng trưởng môn thì sẽ sở hữu cho mình một cái bóng trắng phái, đã có bóng cấp 10 năm ơi. Tốc độ đánh 30, số thương 75, số thương 80% và kháng hộ 25, hỏa sát nội công 200. Đó là những trong những cây thời hạn hơn 20 ngày nữa mà. Bắt đầu đến tăng trưởng môn tháng 10 sẽ hết hạn như này. Và tiếp tục là một cái ấn tín, một ấn tín tăng trưởng môn cái bang. Sau khi lên tăng trưởng môn, sau khi lên cái bang sẽ được một ấn tín như này mà. Và ấn tín này thì sẽ có cho mình hiệu ứng là kháng lực cảnh 5. Kháng lực cảnh 5 và skill chiến đích 1 cấp, phi long đại thiên hoặc là thiên hạ giao cẩu đều được 1 cấp anh em ơi. Sau khi lên tăng trưởng môn sẽ được nha. Kèm với một con ngựa có thể nói là một con ngựa phi dân tối phiến kháng cảm 4, kèm với một trang sức kháng cảm 5, kèm với một kim cương bào kháng cảm 10 đó. Và đang sử dụng cho mình một set đăng bàn mắt học sinh kháng cảm 20, một cái nhẫn kháng băng 30, một nhẫn kháng hỏa 30, một ngọc bội kháng độc 30 đó. Một set đăng bàn khá là đẹp này mà, mắt học sinh. Một set này hồi đầu sẽ vừa cũng tầm 15 củ nè mà, 15 triệu Việt đồng nè mà. Nhưng mà tầm này thì set này cũng tầm trên dưới khoảng 5 triệu nè mà. Set này trên dưới khoảng 4 cho đến 5 triệu đó. Rồi, tiếp tục là một cái áo định khái khá là đẹp nè mà. Bàn cấp cái bằng bằng pháp và bóng đá cộng 1 cấp. Và có cho mình các băng 27, sinh lực 177 và nội lực 186. Thì dâm hồi 46 khá tiếc ở cái áo này mà. Nếu mà áo đạt móc 47 thì quá tuyệt vời nè mà. Nếu áo đạt móc 47 thiệt sự là quá tuyệt vời dành cho cái bang đạt móc 47 nè. Còn đây chưa đạt khá tiếc thôi. Áo này thì đỡ mà ép chứ cũng tầm hơn 1 triệu cho đến 2 triệu đó nè mà. Trung bình khoảng 2 triệu mới có được một áo đó. Rồi tiếp tục là qua đai lưng, không thể bàn được. Đây là một đai lưng, một trong những đai lưng tự ép nhưng mà ra mắt option hoàn toàn nha mọi người. Ra mắt option hoàn toàn. Không gì đỡ chơi, không khác gì một cái món đồ gọi là đua tốc đấu ra nè mọi người. Tuy rằng lượng kháng băng nó chỉ có 26 thôi. Và chúng ta một điểm sơ qua thì sinh lực 146, thời gian 150 và duyên môn thất bát 3 cấp, kháng băng 26, nội lực 155 và thiên hạ giao cẩu 9x 3 cấp. Đó, cái đai lưng này nó đặc biệt là skill 9x 3 cấp nha nè. Quá dữ luôn. Đó. Kèm với cái này 1 cấp nữa là 4 cấp. Ui trời ơi. 4 cấp. Kèm với căn khôn là 6 cấp. Là hiện tại đó đang có 6 cấp nè. 6 cấp skill 90. Nếu có dòng bạn họ thì có thể lên được 27 skill 90 nha nè. Rồi, cái đai lưng này thì ép cũng tầm 2 triệu nhưng mà đai này thì mát thật hai người chứ. Nếu mà đỡ bán cái đai này bèo lắm phải 5 củ. Ít nhất phải 5 củ mới có sợ bán được đai này. Ít nhất cái đai này phải 5 củ. Gọi là bèo lắm đó nha. Thật sự luôn, nếu một chắc chơi người dơi cái đai này bán hơn 5 củ rồi. Rồi, những món tím thì chúng ta thấy thì một cái nón 2440 chống kháng hỏa. Kháng hỏa chống sinh lực sinh khí. Một tay chống kháng hỏa 2440 sinh lực sinh khí. Một đôi giày thủ lý 100 mát 40-40, 192 thủ lý 25. Ba món tím này thì trung bình thì hầu đầu server thì cũng tầm vài triệu một món. Nhưng mà tầm này rẻ lắm, tầm này cứ 1 triệu quay đầu là có một món rồi. Tương đương ba món này cho còn hơn 2 triệu nữa nha nè. Món này cũng hơn 2 triệu đồng. Và một con này ok. Nói chung là chúng ta một điểm sơ qua thì anh này với set đăng ba này tương đương khoảng tầm 5 củ đây. 5 củ đa lưng này, 5 củ là 10 củ đi. Áo này khoảng 2 củ 12. Ba món này khoảng 2 củ nữa. Với lại trung bình những cái đồ còn lại thì nói chung là nội cái set đồ này hơn 15 củ rồi mà. Nội set đồ này hơn 15 củ nha. Ở đó thì có cái bổng, con ngựa và trang sức này hạn sử dụng 20 ngày nữa mà. Đến tiếp tục tăng trưởng môn tháng 10 sẽ hết hạn nha mọi người. Trước bắt đầu tăng trưởng môn sẽ hết hạn nha. Nói chung là tổng set đồ này trên dưới cũng gần 20 củ nữa mà. Nói thì nói tầm 15 triệu nhưng mà thực sự là người mua hoặc là ép thì có thể nói là gần 20 triệu nữa mà. Rồi. Chưa tính ạc nha. Quá dữ luôn. Nói chung là một trong những cái bang khá là khỏe nữa mà. Cái này mà lên cái bản định khá nữa nhất cái nắp luôn nè mà. Rồi. Thay mặt 74 Tơ Bơ. Cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho cái bang tăng trưởng môn 74 Tơ Bơ một like và chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Và xin kính chúc em một buổi xem video dễ và đừng quên nhớ ấn like chia sẻ mạnh nha em, nhớ ấn like chia sẻ mạnh nha. Đó, những video tiếp theo hãy sẽ lên đồ tiếp tục những cầu thủ tiếp theo cho em xem.